Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 39. Âu Dương Phong thẹn quá sanh giận, cất giọng quang quang nói càng. Đoàn Chí Hưng làm hoàng đế, tất nhiên mọi người sợ, mà bưng bở đủ điều. Trong người rõ ràng có mang một lớp nhuyễn giáp, bọn ngươi còn gì mà giúp hắn qua mắt lão Âu này? Đoàn hoàng gia khẽ cười, hai tay mở lấy sợi đai vàng rồi vạch áo cẩm bào ra và nói. Âu huynh cứ bảo là tôi mặc nhuyễn giáp trong người, xin huynh hãy nhìn kỹ đi. Ông vạch chiếc áo cẩm bào ra, bên trong là một chiếc áo hầu cừu. Vạch lớp áo hầu cừu bên trong chỉ còn lại lớp áo lót màu hôi, nào thấy bóng dáng một lớp áo giáp nào. Hồng Thất Công thấy vậy thì châm biếm thêm. Lão động vật ơi, trên người của đoàn hoàng gia có mang giáp hay không? Nếu tài nghệ nhà ngươi chẳng bằng kẻ khác thì sớm cút xuống Hoa Sơn trở về Tây Vực cho rồi. Lão ăn mày tuy dơ dáy nhưng chẳng muốn nghe những lời thúi hôi của nhà ngươi. Tây Độc vừa thẹn vừa tức, cười giáo quyệt và nói. Ha ha ha, phải phải, ta nhìn lầm. Trận tỉ võ này chưa kết cuộc. Đoàn hoàng gia, chúng ta tiếp tục đi thôi. Vừa nói, dứt xong chưởng thình lình đẩy ra, lần này y đã đem cấp ma công ra sử dụng nên chưởng lực mạnh như thế núi nghiêng đá ổ, đổ ào ào bay ấp ến tấn công đoàn hoàng gia. Thủ đoạn của Âu Dương Phong vừa rồi thật là tàn độc. Thừa cơ đang lúc đối phương bận cởi áo, chẳng chút phòng bị gì, bất thần dùng cáp ma công để triệt hạ đối phương chẳng kịp trở tay. Mà nhờ Trùng Dương đứng bên ngoài nhanh tay lẹ mắt, hai ngón tay của bàn tay trái giơ thẳng ra phía trước, phát ra một kình lực nhất dương chỉ bay thẳng vào luồng cáp ma công của Âu Dương Phong, tức thì hóa giải được hơn phân nửa sức mạnh của cáp ma công. Đoàn hoàng gia nhờ đó mà tung mình nên tránh khỏi được cáp ma công của Tây Độc ám hại. Đoàn hoàng gia cả giận, đôi mày cao lại, vừa định phản công trở lại thì Âu Dương Phong đã thâu song chưởng về, cất giọng khàn khàn như tiếng phèn la bẫy kêu lên. Đại danh vang rền như đoàn hoàng gia mà chỉ có thấy thôi, phải nhờ người lượt chặn bên ngoài giúp cho một tài mới được sao? Như vậy có khác nào hay chống một? Ha 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 ha, Âu Dương Phong này kể như thắng cuộc rồi. Theo quy định trong cuộc so tài thì Trùng Dương không nên giúp như thế, nhưng nếu chàng chẳng dùng nhất dương chỉ để triệt bớt sức mạnh cáp ma công của Âu Dương Phong đánh ra, thì đoàn hoàng gia thế nào cũng bị trọng thương ngay. Và nếu đoàn hoàng gia không vạch áo ra để chứng tỏ sự ngay thẳng của mình thì Âu Dương Phong cũng chẳng dám tấn công một cách bất ngờ như vậy. Âu Dương Phong lấy cớ Trùng Dương làm trở ngại tấn công của y mà lý luận cho mình thắng cuộc. Hồng Thất Công là người thứ nhất không phục, lên tiếng nguyền rủa không ngớt lời. Đoàn hoàng gia sầm nét mặt nói với Âu Dương Phong. Trận này kể như thua đi, nhưng Âu huynh dám tiếp tục trận thứ hai chăng? Âu Dương Phong thấy đối phương nhịn nhục chịu thua, dương dương tự đắc nói. Hey, làm gì không dám, đừng nói trận thứ hai, mà dù thứ ba, ta cũng sẵn sàng hầu tiếp như thường. Chẳng cần nói nhiều, trận thứ hai đấu cách nào? Đoàn hoàng gia không trả lời mà hỏi lại. Cây thiết tranh đàn Âu huynh có đem theo chăng? Âu Dương Phong hết sức ngạc nhiên thầm nghĩ. À, kỳ thiệt, ta có cây đàn tranh bằng sắt, sao y biết khá rõ vậy kìa? Y có ngờ đâu 10 năm về trước tại Vân Nam, trên mảng Thương Sơn, y đã dùng chiếc đàn tranh sắt ấy, bên trong gài hai con rắn giả có lò xo bật ra, và trong mồm hai con rắn giả có nọc độc cắn trúng Ngọc Động Chân Nhân, suýt chút nữa vong mạng. Ngọc Động Chân Nhân chính là sư phụ của đoàn hoàng gia. Cho nên qua sự kinh nghiệm của sư phụ mình bị ám toán, đoàn hoàng gia đã hiểu rất rõ tâm địa của Âu Dương Phong cùng chiếc đàn tranh độc hại ấy. Nghe đoàn hoàng gia hỏi đến môn khí giới độc đáo của mình, Âu Dương Phong gật đầu đáp. Phải, ta có cây thiết tranh đàn, đoàn huynh định giao đấu bình khí với ta chăng? Đoàn hoàng gia mỉm cười đáp. Chính thế, trận thứ nhất chúng ta so quyền, thì trận thứ hai chúng ta tỉ thí binh khí. Âu Dương Phong liền chạy bay xuống hang núi, lôi trong hành trang của mình ra một cây đàn tranh bằng sắt dài độ thước hai. Trên mặt cây đàn nước sơn đen nhánh bóng như thoa dầu. Đoàn hoàng gia thì trúc cùng ngô kiếm của Ngọc Động Chân Nhân truyền tặng cho, cầm chặt tay gạt mạnh một cái và nói. Phong huynh ra tay đi. Âu Dương Phong đôi mày nhíu lại thầm nghĩ trong bụng. Mày tưởng dùng binh khí để tìm sự thắng lợi ư? Ha ha ha,
chỉ nằm mơ thôi. Nghĩ xong chẳng cần nhường nhịn khách sáo, Lon vút cây thiết tranh theo thế ngũ quyền giao minh, rồi kim phong kiếm vũ. Đầu chiếc đàn vừa đánh vừa đập, mới ra tay đã tấn công hai chiêu vừa hư vừa thực, đánh vụt vào eo lưng của đối phương. Đoàn hoàng gia không chút bối rối, dùng vân phất kiếm pháp để đối phó. Pho kiếm pháp này tổng cộng có 36 chiêu do Ngọc Động chân nhân rút tỉa từ những thế đánh trong cây phất trần mà chế biến ra. Trước tiên đoàn hoàng gia dùng thế giật phất hư vân, ngọn kiếm lật ngang và quét tròn một vòng ngay vào thiết tranh, nghe tưng tưng một tiếng. Cây thiết tranh của Âu Dương Phong liền bị đỡ hất trở lại trông rất nhẹ nhàng, như chẳng một chút phí sức nào cả. Âu Dương Phong hoảng sợ giật mình đánh thoát. Hai chiêu số của Tây Độc công ra, vừa rồi nếu dùng độc thủ, sức mạnh dị thường mà đoàn hoàng gia lại có thể đón đỡ hết sức nhẹ nhàng như vậy. Âu Dương Phong nóng mắt hừ to một tiếng, tức thì cây đàn tranh bay múa khắp đông tây, tựa như gió dập mây cuồng. Khi đánh ra như gậy, lúc đón lại như tấm bia dày, tấn công lợi hại như đao, như kiếm, nhưng khi phòng thủ thì kín đáo như bách sắt tường đồng. Nói tóm lại, cây đàn tranh của Âu Dương Phong có thể áp dụng một lượt côn bổng, đao kiếm, thuẫn dài, luôn cả chiêu thuật điểm quyệt của Phán Quan Bút, thật là một món khí giới lợi hại vô cùng. Lại còn có khi trong thời gian tấn công đối phương, y lại dùng tay khẩy lên cung đàn, phát ra những tiếng nhạc tính tàng. Khúc điệu của tiếng nhạc ấy bao hàm những âm thanh thê lương sát phạt, dụng ý làm rối loạn tâm thần của kẻ địch, hầu dễ triệt hạ đối phương. Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư đứng bên ngoài nhìn xem trận đấu, thấy vậy liền nghĩ thầm: té ra Âu Dương Phong lại có cả tuyệt kỹ này nữa. Đồng hoàng gia cơ sao đã biết rõ thủ đoạn của đối phương độc hại như vậy, lại còn yêu cầu đối phương đem ra đối đầu, thì thiệt là kỳ quặc. Đồng hoàng gia thần sắc vẫn ung dung, thanh côn ngô kiếm che trước đỡ sau, ánh sáng xanh biếc lập lòe khắp nẻo dưới trên, chống đỡ tất cả các thế, lúc đao lúc kiếm, khi công khi bia của chiếc đàn tranh đen thui kia. Tiếng đàn của Âu Dương Phong không làm rối loạn được tai mắt của đoàn hoàng gia. Hai người quay quần giao đấu nhau trên đỉnh Hoa Sơn, tựa như hai chiếc xe gió đang xoay tít quay tròn vào nhau. Đấu trình trầm hiệp vẫn chưa phân được hơn thua. Trời đã dần tối hẳn, mặt tuyết đóng trên đỉnh Hoa Sơn lấp lánh những tia nắng hoàng hôn yếu ớt rọi hắt vào trận đấu. Âu Dương Phong cùng đoàn hoàng gia hỗn đấu trên trăm hiệp nữa. Âu Dương Phong thấy kiếm pháp của đối phương tuy trầm ẩn kín đáo, nhưng đi đi lại lại chỉ có 30 mấy thế kiếm đó thôi. Hơn nữa chỉ thủ chứ ít công, không dám chống đỡ thẳng tay cùng y, hiển nhiên là công lực của đối phương không bằng mình. Tây Độc tinh thần càng thêm phấn khởi, tự nhủ thầm: hà, ta còn để dành sức lực ứng phó với tên cường địch duy nhất là Dương Trùng Dương, chỉ bằng dùng cơ quan bí mật của chiếc thiết tranh ám toán cho lão vua này bị thương cho rồi, để sớm rảnh tay đọc cụ âm chân kinh với gã Trùng Dương, kéo dài ngày giờ, e sanh thêm nhiều biến cố bất lợi cho mình. Nghĩ xong, đôi mày rậm cao lại, lập tức áp dụng ngay độc thủ của mình. Y bèn bỏ tay vào đáy đàn tranh, rồi thình lình xoay cần đàn ngay vào đối phương theo thế văn phi điệu huyền. Tức thì cái thiết tranh liền trầm xuống, quét trở ra, dường như sắp đánh vào hạ bộ của đoàn hoàng gia. Đoàn hoàng gia vội tung mình nhảy bổng lên theo thân pháp bình bộ thanh vân, cả người lẫn kiếm phi thân lên cao hơn 6 thước rồi đáp nhẹ ra ngoài. Âu Dương Phong cười lên một tiếng gian hoạt, tay trái vươn thẳng ra trước, tay phải đảo ngược chiếc đàn tranh, tức thì hai tiếng tình tàng vang lên. Hai con rắn giả từ trong cây đàn bật ra ngoài, đầu rắn như hai mũi tên bay vút vào eo lưng của đoàn hoàng gia, táp nhậu. Trùng Dương bên ngoài thấy rõ ràng, trong lòng hết sức lo âu cho đoàn hoàng gia, nhưng không tiện dùng Nhất Dương chỉ để cứu trợ, và dù có muốn ra tay cũng không còn kịp nữa vì miệng rắn táp trúng vào eo đoàn hoàng gia rồi. Nào ngờ một luồng ánh sáng lạnh thoáng mất, tiếp theo là hai tiếng tong tong như hai tiếng dây đàn bị đứt, rồi có hai vật đen thui tựa như hai mũi kiếm từ trong ánh kiếm xẹt bay trở ra, rơi lộp bộp trên mặt tuyết. Tiếp theo đó, hai bóng người liền phân ra hai phía. Đoàn hoàng gia thâu kiếm trở về, nét mặt tươi cười. Âu Dương Phong
Âu Dương Phong thì ôm ngang cây đàn tranh, dương mặt tèo héo đứng ngẩn người tại chỗ. Đoàn Hoàng Gia cười lớn và nói: "Ha ha, trong binh khí của Âu huynh lại có cả linh vật biết cắn người, hôm nay đoàn mổ này mới được sáng mắt ra." Thì ra Đoàn Hoàng Gia do sư phụ là Ngọc Động Chân Nhân thuật lại biết rất rõ trong cây thiết tranh của Âu Dương Phong có dấu kính, ám khí giết người, nên cố ý kỳ kèo y giao đấu binh khí, dụ cho y đem ám khí ấy ra sử dụng. Phò phất vân kiếm pháp của Đoàn Hoàng Gia không phải chỉ thủ mà chẳng có công. Thật sự là ông cố giấu mất tất cả chiêu thế tấn công lợi hại để đấu dây dưa với Âu Dương Phong, nung đốt thêm sự cuồng ngạo tự đại trong lòng y. Và như vậy y thế nào cũng bắt đầu bắn rắn giả ra để tấn công. Ông mới có dịp dùng đến một thế kiếm chớp nhoáng chém đứt hai đầu rắn tai hại ấy để hạ nhục Âu Dương Phong cho bỏ ghét. Âu Dương Phong tuy là một gã mưu mô gian hoạt, nhưng cũng không sao đoán được thâm ý của đối phương, nên bị Đoàn Hoàng Gia lột trần giả tâm của mình như vậy, thẹn đến mặt mày tím liệm, xấu hổ không nào ngờ được. Hồng Thất Công cười lên ha hả và nói: "Lão động vật, món đồ chơi độc hại của mi đã bị phá mất rồi, còn chưa chịu thua sao? Lần này Trùng Dương Chân Nhân chẳng có giúp tay đó nhé." Âu Dương Phong giọng hậm hực nói: "Thua một trận thì đã sao, bất quá là hai người hòa nhau thôi chứ gì." Trùng Dương vốn tính khiêm tốn hòa dịu, thấy Âu Dương Phong dù sao cũng là một chúa tể của miền Tây Vực, không nỡ hạ nhục quá đáng nên cười và nói: "Đủ rồi, chư vị đều tài nghệ tuyệt luân, chẳng kém ai cả. Tiểu đệ may mắn hai lần được rảnh tài, bây giờ thì xin trúc thăm để đấu lại." Âu Dương Phong nhấp nháy đôi mắt, rồi đưa ra một đề nghị: "Dương Chân Nhân, phương pháp rút thăm đó xem ra chẳng công bằng chút nào, tôi có một ý kiến mới." Hồng Thất Công liền dặn hỏi: "Tại sao lại chẳng công bằng hở lão độc vật, mi nói thử ta nghe đi." Âu Dương Phong đáp: "Lão ăn mày thôi, nhà mi chỉ biết có cái nhậu, no ruột thẳng bụng nên lú mất rồi. Mày đâu có hiểu gì toàn chân giáo chủ này thần cơ diệu đoán, mưu trí khôn lường. Ông ta đứng bên ngoài làm kẻ đứng núi cao xem hổ đấu, chờ đến lúc chúng ta đấm đá xong chân tay rỡ rã rời, ông ta sẽ ăn nhiên mang Cửu Âm Chân Kinh đi mà chẳng ai làm gì được." Hồng Thất Công quát nạt: "No ba láp." Trùng Dương bỗng lên tiếng: "Phong huynh, nếu vậy theo ý kiến của Âu huynh thì làm cách nào?" Âu Dương Phong liền đáp: "Tôi là một tên dân quê thô lỗ từ Tây Vực đến đây, chẳng có ý kiến cao sâu cả gì cả, nhưng tôi có một cách khác rất đơn giản." Vừa nói vừa thò tay vào túi một lúc khá lâu, lôi ra hai đồng tiền vàng từ trào hán màu vàng lấp lánh sáng ngời. Âu Dương Phong dồi dồi hai đồng tiền vàng trong tay và cười nói: "Ha ha ha, chúng ta sẽ xin quẻ âm dương để quyết định vậy." Hồng Thất Công xì một tiếng và nói: "Làm cách nào gọi là quẻ âm dương?" Âu Dương Phong cười khà khà đáp: "Ha ha, lão ăn mày thúi, sao mà ngu quá. Ta hiện tại có hai đồng tiền vàng trên tay, mỗi người lưng phiên nhau thấy đồng tiền này lên để xin quẻ âm dương. Nếu đồng tiền ngửa là thắng, sắp là bại, mỗi người thấy ba lần. Nếu người nào thấy ba lần liên tiếp đều sắp cả, thì phải đứng ra một bên để bốn người khác thấy lại. Và kẻ nào sắp nhiều hơn nữa hoặc hai lần đều sắp cả thì phải ra đấu với người kia." Trùng Dương cười nói: "Ý kiến hay, vậy vị nào thấy trước?" Hồi thứ 42, Tây Độc bị nhục. Hồng Thất Công bèn nói: "Lão động vật, ý kiến của người đưa ra thì chỉ thấy ngươi thấy trước đi." Âu Dương Phong trợn mắt trắng giả ngó Hồng Thất Công một cái rồi lấy hai đồng tiền và nói: "Các vị nhìn kỹ đây, trên hai mặt đồng tiền này đều có màu vàng sậm và có hình nổi là ngửa, và mặt bên kia là sấp." Nói xong vái lầm thầm vài tiếng là liên tiếp thấy ba lần đều ngửa cả, mặt có hình nổi nằm ngửa trên trời. Hồng Thất Công thấy vậy thầm nghĩ trong lòng: "Nguy rồi, bọn mình đã bị lão độc vật này lừa rồi."
Thì ra hai đồng tiền vàng ấy là vật mà Âu Dương Phong thường dùng để luyện chỉ lực, cho nên phía ngoài đồng tiền không có gì khác lạ, nhưng cận ở trung tâm lỗ chỗ đồng tiền, chỗ lỗ đồng tiền hoàn toàn bị chỉ lực của Âu Dương Phong xóa mỏng bớt, thành thử đồng tiền trở nên ngoài nặng, trong nhẹ, dày mỏng không đều. Âu Dương Phong dồi hai đồng tiền lên cao, khẽ búng chỉ lực nhẹ một cái, và như vậy tất nhiên hai đồng tiền bị lật ngửa ra cả. Lối ăn gian của Châu, của Âu Dương Phong đâu thoát khỏi đôi mắt của Trùng Dương và mọi người, nhưng bọn họ thầm nghĩ thân phận mình là tông sư của một phái, đâu có thể học theo cách thức gian lận của Âu Dương Phong được, nên họ tảng lờ như không biết, mặc cho Âu Dương Phong dương dương tự đắc thầm. Bốn người luân phiên nhau thảy đồng tiền vàng. Kết quả Trùng Dương và Hoàng Dược Sư hai ngửa một sấp, Đoàn Hoàng Gia thì hai sấp một ngửa, và Hồng Thất Công cả ba đều sấp cả. Đi theo quy củ đã định thì Hồng Thất Công bị loại ra khỏi vòng, và chỉ còn lại Hoàng Dược Sư, Đoàn Hoàng Gia, Âu Dương Phong và Trùng Dương gieo qua vòng chung kết. Hồng Thất Công bỗng kêu to: "Khoan đã!" Âu Dương Phong giận dữ: "Cái gì mà khoan với chẳng khoan? Thằng ăn mày thúi, mày định trở mặt phải không?" Hồng Thất Công hừ một tràng và đáp: "Nói xàm, lão độc vật. Hai đồng tiền là sở hữu của mày, đúng ra mày cần nên nhường cho ba người kia gieo trước, rồi mày mới gieo sau mới phải lẽ." Âu Dương Phong nhấp nháy đôi mắt lộ, thầm nghĩ: "Hai đồng tiền ấy đâu như mình đã quen tay như bẩn, thí dụ gieo trước hay gieo sau cũng vậy mà thôi." Âu Dương Phong nghĩ vậy bèn trao hai đồng tiền cho Trùng Dương gieo trước. Trùng Dương, Đoàn Hoàng Gia và Hoàng Dược Sư đều hai sấp một ngửa. Âu Dương Phong thầm mừng trong lòng, tiếp lấy hai đồng tiền vẫn y theo ngón cũ dồ mạnh lên không trung và ngón tay lén búng vào đồng tiền. Y tự tin chắc là luôn ba quẻ đều sẽ ngửa ra. Mà thế nào Hoàng Dược Sư và Đoàn Hoàng Gia trong hai người thế nào cũng có một trận đấu với Hồng Thất Công, và y đứng bên ngoài tỏ hưởng thế ngư ông đắc lợi. Ngờ đầu Âu Dương Phong vừa dùng sức búng mạnh hai đồng tiền lên 7-8 thước cao và rơi nhanh xuống, y thấy rõ đồng tiền lăn tròn trên đất và mặt sấp nằm úp xuống đất, thì bất thình lình trong thời gian khoảnh khắc ấy, hai đồng tiền vàng bỗng đảo mạnh một cái, mặt úp liền được lật lên và mặt ngửa lại nằm úp xuống, rõ ràng là quẻ ngửa bỗng nhiên lại biến thành quẻ sấp một cách kỳ bí. Âu Dương Phong kinh ngạc đến giật mình đến thót, y vội trọn đôi mắt trắng giả nhìn khắp mọi người, thấy Trùng Dương, Hoàng Dược Sư cùng Đoàn Hoàng Gia cử chỉ chẳng có gì khác lạ, chỉ có Hồng Thất Công trên khóe môi còn sót lại nụ cười châm biếm. Âu Dương Phong liền biết ngay Hồng Thất Công đã giở trò quỷ hại mình, nhưng y chưa nắm được bằng cớ chính xác, chỉ đành nuốt giận lượm hai đồng tiền lên để gieo tiếp lần thứ hai. Lần này Âu Dương Phong đã để tâm lưu ý, hai đồng tiền vừa dồi lên trên không trung là khi sắp rơi xuống đất, y nhìn thấy rõ hai ngón tay của Hồng Thất Công nhẹ búng khẽ vào khoảng không, bắn ra một viên đất bay vào đồng tiền. Viên đất nhỏ ấy chính là bụi đất mà Hồng Thất Công đã kỳ cọ trong người và vo tròn thành viên vậy. Hai đồng tiền lăn tròn dưới đất và sắp sửa lật ngửa lên bỗng nhiên biến thành sắp cả. Âu Dương Phong giận đến hai mắt như đổ lửa, gầm to lên: "Lão ăn mày thúi, mày biết nhục hay là không?" Hồng Thất Công cười to và đáp: "Đã đi ăn mày thì không biết nhục rồi, nhưng trên đời lắm kẻ còn không biết nhục hơn ăn mày nữa kìa. Trong cây đàn tranh lại giấu vật lạ hạ tiện để giết người, dùng thủ đoạn để ăn gian kẻ khác. Có phải là quân chẳng biết nhục hơn hạng ăn mày không?" Âu Dương Phong lửa giận xông lên đỉnh đầu, không thèm phân biệt hơn thua, gầm lên như cọp, nhảy đến chụp nhầu Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cười lên ha hả và nói: "Hay lắm lão động vật, chúng ta đánh nhau một trận cho đã thèm." Âu Dương Phong chẳng nói chẳng rằng hai tay múa tích áp dụng thần đà tuyết sơn chưởng pháp, tay bên kia dùng thế thiên lý lưu sa, tay nọ biến thành chiêu triền phong chấn mạc. Hai tay hai bên như hai cánh cung nhất tề công tới, lại còn kẹp theo kình lực của các ma công định giết chết Hồng Thất Công trong khoảnh khắc xuất thủ ấy. Hồng Thất Công chẳng chút khiếp sợ,
liền sử dụng ngay giáng long thập bát chưởng để đối phó, thân hình tung bổng lên trên không trung theo thế phi long tại thiên, tránh khỏi chưởng lực của đối phương vừa công đến, tiếp theo đẩy lật tay đánh trở ra một thế chiến long tại giả, chém mạnh vào lưng Âu Dương Phong. Âu Dương Phong hai tay vung tròn, quay người trở lại theo thế tiết ủng tiết sơn, một tay đẩy một tay hất, chạm mạnh với thế chưởng của đối phương, tức thì bùng bùng hai tiếng nổ dữ dội. Hồng Thất Công bị chấn động đến đầu óc choáng váng, vội nhảy chéo sang bên để tránh bớt sức dội của chưởng phong. Âu Dương Phong cũng bị sức dội ép của hai làn chưởng đẩy sang phía cạnh hết 5-6 bước. Qua sự giao tay vừa rồi, mọi người đều thấy rõ ngoại công của Hồng Thất Công và Âu Dương Phong có thể nói là một bên 8 lượng, người thì nửa cân, chẳng ai chịu kém ai. Giáng long thập bát chưởng của Hồng Thất Công thì thiên về hùng hậu uy mãnh, còn tuyết sơn thần đà chưởng pháp của Âu Dương Phong thì trái lại lẹ làng, nhanh nhẹn, phiêu phiêu bất định, chưởng lực một nhu một quà can, xoắn tích lẫn nhau. Với kinh nghiệm vừa qua, cả hai đối thủ không ai dám khinh suất cho chưởng phong va chạm vào nhau cả. Hai người một qua một lại thấp thoáng quay tròn giữa cảnh đêm, đấu với nhau hơn 200 hiệp, vầng trăng đã tỏ rạng trên đỉnh đầu, dần dần đã bước qua khỏi thời gian canh ba. Không khí trên núi lúc ấy càng tĩnh mịch lạnh lẽo khác thường. Lúc Âu Dương Phong và Đoàn Hoàng Gia đấu với nhau thì đã xế chiều trời lạnh, khi Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công đụng trận thì đêm đã rủ xuống từ lâu. Trùng Dương thấy hai người đấu với nhau trên 200 hiệp, e sợ kéo dài thêm trận đấu, tất thế nào cũng có người bị thương, sẽ mất cả ý nghĩa của buổi đại hội Hoa Sơn luận kiếm, nên chàng liền lên tiếng khuyên dứt. Thôi hai vị hãy ngừng tay, đừng đấu nữa đủ rồi, nghỉ ngơi nửa đêm, rồi sáng mai sẽ đấu tiếp. Âu Dương Phong giả như chẳng nghe, liên tiếp công ra mấy chiêu lẹ như chớp, rồi bất thình lình kêu lên một tiếng wow. Quái dị, thân hình trùng xuống, hai tay chống xuống đất, hai chân bảnh ra, ngồi chồm hổm dưới đất, như thể một con cốc đang trình mồi. Hồng Thất Công thấy thế, liền biết ngay tay độc sắp sửa dụng cấp ma công, y lập tức thâu nhanh thế công, nhảy thối lui ra sau, áp dụng giáng long thập bát chưởng phòng thủ kính môn hộ quyệt đạo trong người. Hai người ghim thế mà chẳng bên nào tấn công, tựa như hai con hổ đang trình nhau vậy. Phần thứ 38 của Võ Lâm Ngũ Bá đến đây chấm dứt. Xin lỗi, phần thứ 39. Xin tiếp tục theo phần 40.